Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3. Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 3, trang 117, bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta tính phép tính thứ nhất là 4.862 chia cho 2. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép chia như sau. Ở đây chúng ta có số chia là 2, có một chữ số, cho nên chúng ta sẽ chọn một chữ số của số bị chia. Chúng ta chọn theo thứ tự từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta lấy 4 chia cho 2, thì 4 chia cho 2 chúng ta được kết quả là 2. Sau đó lấy số 2 mà chúng ta vừa tìm được, nhân ngược lên với số chia, tức là 2 nhân 2. Thì 2 nhân 2 chúng ta được kết quả là 4, và lấy 4 trừ đi 4 thì chúng ta sẽ được kết quả là 0. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ 8 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 8 chia cho 2. 8 chia 2 bằng 4. Chúng ta viết 4. Sau đó lấy số 4 này nhân ngược lên với số chia là 2, thì 4 nhân 2 là 8, và lấy 8 trừ đi 8 bằng 0. Tiếp tục, chúng ta hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 6 xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy 6 chia cho 2. Thì 6 chia 2 chúng ta sẽ được kết quả là 3. Viết 3. Sau đó lấy số 3 này nhân ngược lên với số chia là 2, thì 3 nhân 2 là 6, và lấy 6 trừ 6 bằng 0. Tiếp tục, chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống. Tức là chúng ta hạ 2 xuống. Và bây giờ chúng ta lấy 2 chia 2 bằng 1, viết 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 2. Chúng ta có 1 nhân 2 là 2, và lấy 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy 4.862 chia cho 2, chúng ta được kết quả là 2.431. Chúng ta thực hiện phép tính tiếp theo là 3.369 chia cho 3. Thì ở đây số chia là 3, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số ở số bị chia. Chúng ta chọn theo thứ tự từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta lấy 3 chia 3 bằng 1, viết 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 3. 1 nhân 3 là 3, và 3 trừ 3, chúng ta lấy 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp tục, chúng ta hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 3 xuống. Thì lúc này chúng ta lại lấy 3 chia 3. 3 chia 3 bằng 1, viết 1, và lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 3. Thì 1 nhân 3 là 3, và lấy 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Tiếp theo, chúng ta hạ 6 xuống. Lúc này chúng ta lấy 6 chia cho 3 bằng 2. Chúng ta viết 2. Sau đó lấy số 2 này nhân ngược lên. Nhân ngược lên với số chia là 3. Thì 2 nhân 3 bằng 6.
và lấy 6 trừ 6 bằng 0. 2 nhân 3 là 6 và 6 trừ 6 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 9 xuống. Và bây giờ chúng ta lấy 9 chia cho 3. 9 chia cho 3, chúng ta được kết quả là 3. Sau đó lấy số 3 là nhân ngược lên với số chia là 3, thì 3 nhân 3 là 9, và 9 trừ 9 bằng 0. Như vậy 3369 chia cho 3, chúng ta được kết quả là 1123. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính. 2896 chia cho 4, thì ở đây số chia là 4 có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số của số bị chia. Chúng ta chọn theo thứ tự từ trái sang phải, tức là chúng ta chọn 2. Ở đây 2 bé hơn 4 không chia được, cho nên chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là lúc này chúng ta có 28. Thì 28 chia 4, chúng ta được kết quả là 7, viết 7. Sau đó lấy 7 nhân ngược lên với số chia là 4, thì lúc này chúng ta có 7 nhân 4 bằng 28, và lấy 28 trừ 28 bằng 0, chúng ta viết 0. Thẳng hàng với hàng đơn vị của số 28. Tiếp theo chúng ta hạ 9 xuống. Và bây giờ chúng ta lấy 9 chia 4, thì 9 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 2. Tại sao chúng ta biết 9 chia 4 bằng 2? Bởi vì chúng ta nhẩm 1 x 4 là 4, 2 x 4 là 8, 8 nhỏ hơn 9. Nếu chúng ta lấy 3 nhân với 4, thì 3 x 4 là 12, 12 lớn hơn 9 không được, cho nên chúng ta sẽ chọn 2. 9 chia 4 bằng 2, sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 4, thì 2 x 4 là 8, và lấy 9 trừ 8 bằng 1, chúng ta viết 1. Tiếp tục chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 6 xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ được số 16. 16 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 4, viết 4. Sau đó lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 4, thì 4 nhân 4 bằng 16, lấy 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy 2896 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 724. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh? Thì muốn biết mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh, chúng ta sẽ lấy chúng ta chia đều cho 4 thùng. 1648 gói bánh chia đều cho 4 thùng, thì 1648 chia cho 4, chúng ta sẽ đặt tính và thực hiện phép chia như sau. Ở đây số chia là 4 có một chữ số, cho nên chúng ta cũng mỗi chọn một chữ số ở số bị chia. Tức là chúng ta chọn 1. Nhớ là chọn từ trái sang phải. Thì đây 1 bé hơn 4 không chia được, cho nên chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa của số bị chia. Tức là lúc này chúng ta có 16. 16 chia 4 bằng 4. Sau đó chúng ta lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 4. Chúng ta sẽ có 4 x 4 bằng 16, và 16 trừ 16 bằng 0.
Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số tiếp theo của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 4 xuống. Thì lúc này chúng ta có 4 chia 4 bằng 1, và lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 4. Chúng ta có 1 nhân 4 là 4, và 4 trừ trừ 4 bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ 8 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 8 chia 4 thì 8 chia cho 4 chúng ta được kết quả là 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 4. Chúng ta có 2 nhân 4 là 8, và lấy 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy sau khi thực hiện phép chia 1648 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 412. Do đó chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Mỗi thùng có số gói bánh là 1648 gói, chúng ta chia đều cho 4 thùng và chúng ta được kết quả là 412. Đáp số là 412 gói bánh. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Tìm x, câu A là x nhân với 2 bằng 1846. Thì ở đây x đóng vai trò là một thừa số chưa biết của một phép nhân. Thì muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta sẽ lấy tích là 1846 chia cho thừa số đã biết, là tức là chia cho 2. Như vậy chúng ta sẽ có x sẽ bằng 1846 chia cho 2, và x bằng bao nhiêu. Thì muốn biết x bằng bao nhiêu, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 1846 chia cho 2. Ở đây 2 có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia. Đầu tiên chúng ta chọn 1. 1 biến 2 không chia được cho 2, cho nên chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là chúng ta có 18. 18 chia cho 2 bằng 9. Sau đó chúng ta lấy 9 nhân ngược lên với số chia là 2. Thì 9 nhân 2 bằng 18, và 18 trừ 18 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 4 xuống. Thì lúc này chúng ta có 4 chia 2. 4 chia 2 bằng 2. Viết 2 và lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 2. Thì 2 nhân 2 bằng 4, và 4 trừ 4 bằng 0. Viết 0. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ 6 xuống và lấy 6 chia 2 bằng 3. 6 chia 2 bằng 3. Sau đó lấy 3 nhân ngược lên với số chia là 2. Chúng ta có 3 nhân 2 là 6, và 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là bằng 923. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Câu B là 3 nhân x bằng 1578. Thì ở đây x cũng đóng vai trò là một thừa số chưa biết của một phép nhân. Thì muốn tìm thừa số chưa biết của phép nhân, chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Và cụ thể ở đây tích là 1578 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 3. Và muốn biết x bằng bao nhiêu, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 1578 chia cho 3. Thì ở đây 3 là số chia có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số của số bị chia theo thứ tự từ trái sang phải.
Thì đầu tiên chúng ta chọn 1, nhưng 1 bên 3 không chia được, cho nên chúng ta chọn thêm một chữ số nữa. Và lúc này chúng ta có 15. 15 chia cho 3, chúng ta được kết quả là 5. Sau đó đây 5 nhân ngược lên với số chia là 3. Chúng ta có 5 nhân 3 bằng 15 và 15 trừ 15 bằng 0. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ 7 xuống. Thì lúc này chúng ta có 7 chia 3. 7 chia cho 3 bằng 2. Tại sao chúng ta biết 7 chia 3 bằng 2? Chúng ta nhẩm 1 nhân 3 là 3. 2 nhân 3 là 6. 6 nhỏ hơn 7. Nếu chúng ta lấy 3, 3 nhân 3 là 9. 9 lớn hơn 7. Không được, vì vậy 7 chia cho 3, kết quả lớn nhất chúng ta có thể lấy là 2. Sau đó chúng ta lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 3. 2 nhân 3 là 6 và lấy 7 trừ 6 bằng 1. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ chữ số 8 xuống. Thì lúc này chúng ta có 18. 18 chia cho 3. 18 chia cho 3, chúng ta sẽ được kết quả là 6. Sau đó lấy 6 nhân ngược lên với số chia là 3. Chúng ta có 6 nhân 3 là bằng 18 và lấy 18 trừ 18 bằng 0. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta thu được là bằng 526. Chúng ta tính được bằng 526. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.